Xin kính chào quý cô chú anh chị đang đến với kênh LTK Bonsai. Hôm nay kênh có đến nhà của anh Minh ở huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng có một lô mai xin được giao lưu, rất mong được sự ủng hộ của quý cô chú anh chị. Đã, chào anh Minh ơi. Chào em. Chào cô bác đang xem kênh LTK Bonsai. Hôm nay em có về một số phô mai với mai tàn với bông giấy với bông dâm bụp cũng được giao lưu cùng cô chú và anh chị ạ. Rất mong được sự ủng hộ của chú anh chị gần xa rất là nhiều. Số điện thoại của em là 0965 404 202, đó cũng là số Zalo của em ạ. Địa chỉ em ở Mỹ Tú, Sóc Trăng nha cô chú anh chị. Rồi đầu tiên thì em xin giới thiệu với cô chú anh chị là một cái phôi mai xù ha. Rồi. Nó lớn hơn chút xíu anh. Rồi, một phôi mai xù ha cô chú anh chị. Chi cành thì đóng tứ diện ha. Cây này xù khá nhiều ha cô chú anh chị. Cái cốt cành là xù hết luôn ha cô chú anh chị. Dáng hơi siêu siêu ha anh. Chân cành nó múa tầm lum hết trên luôn. Cây này đế cũng đều luôn ha cô chú anh chị. Đế đều mà đế lực luôn ha, cũng nở luôn ha. Chi cành là xù hết luôn ha cô chú anh chị. Xù. Già cây dữ ha anh. Cành cũng già cây lắm mà. Chi cành thì đóng tứ diện ha cô chú anh chị. Múa tầm lum hết luôn ha. Củ đế nở luôn ha cô chú anh chị, nguyên cái bệ đế chỗ này là cứng ngắc luôn ha. Đó. Cứng ngắc luôn. Đế gắt lực ha. Đế cắm này gắt lực luôn ha cô chú anh chị. Cái bệ chỗ này là đặc cực sự luôn ha. Còn nữa mà không có môi nha anh. Cây bự quá không dám mò sâu ha. Này nó cũng lên mấy trứng lọc rồi. Còn nhỏ mới lên. Rồi em xin đổi quanh thân luôn ha. Mình thân em đôi vị trí này 55 ha cô chú anh chị. 55. Rồi em đôi sát dưới này của đầu của rễ ha. Đầu của rễ là 58 ha cô chú anh chị. Cái đường kính bầu là 80 ha. Cái thoát thân là 45 ha cô chú anh chị. Cốt cành này gắt lực luôn ha cô chú anh chị. Cốt số 1 là 21 ha. 20 21 không ạ cô chú anh chị. Đó, cốt cành là 21 ha. Rồi em đo hạ cái chiều cao luôn ha. Chiều cao tầm khoảng 1m7 ha cô chú anh chị. Tán ngang là 1m2 ha. Rồi phôi số 1 phôi mai xù này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 17 triệu, em bao ship cho cô chú anh chị luôn ha. Rồi em xin đổi cây ạ. Rồi tiếp theo là cây mã số 2 ha cô chú anh chị. Cây một cốt ha. Có cành bay ha cô chú anh chị. Thì cành thì đóng cũng đóng đều hết ha cô chú anh chị. Cây này bông chùm. Bông là 5-7-9 cánh ha. Có cành bay nghệ thuật ha cô chú anh chị. Đế gắt lực luôn ha cô chú anh chị. Bên đây vẫn có ha, nhưng mà nó cắm xuống ha cô chú anh chị. Cộng bình bự không ha. Mai mình nước ngọt ha anh. Mai nước ngọt luôn ạ. À. Bao sống luôn ha. Bao sống luôn. Bao sống bao xiết cho cô chú anh chị mình luôn ha. Đó với em cái hoành luôn anh ơi. Rồi hoành thân vị trí này 37 ha cô chú anh chị. Cái đường kính bầu là 65 ha. Cái thoát thân là 39 ạ. Chiều cao anh đo được tới đây là 99 ha cô chú anh chị. Ở đây ra cần bay 125 ha cô chú anh chị, cần bay. Rồi cây mã số 2 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 4 triệu ha. Cũng bao ship cho cô chú anh chị mình luôn ha. Rồi em xin đổi cây ạ. Rồi tiếp theo là cây mã số 3 ha cô chú anh chị. Cây có dáng bay luôn ha cô chú anh chị. Cây rất nghệ thuật ha cô chú anh chị. Đặc biệt củ đế luôn ha. Củ nở ra nguyên cái nồi đế này chà bá luôn ha cô chú anh chị. Này nó có bị chóc cái da chỗ này chút xíu mà không sao nha cô chú anh chị. Đế thì gắt lực luôn ha.
Rồi. Có bánh cam đang cục. Cái này nó có một cục chỗ này ha, giống như sụt trứng vậy ha. Để đẹp luôn ha. Để đẹp luôn cô chú anh chị, củ nở luôn ha. Càng bay rất nghệ thuật ha. Rồi em xin nói thông số luôn ạ. Mình thân vị trí này 37 ha cô chú anh chị. Có cái cục chỗ này rất là quái ha. Rồi cái củ nở ha. Củ nở là 53 ha cô chú anh chị. Cái đường kính bầu là 60 ha. Tổng hết chiều cao là 125 ha cô chú anh chị. Tổng hết cần bay ha. 125. Rồi cái mã số 4 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 4 triệu. Em bao ship cho cô chú anh chị mình luôn ha. Rồi xin đổi cây ạ. Rồi tiếp theo là cái mã số 4 ha cô chú anh chị. Còn cái cây dán chật ha. Cốt cành thì đóng đầy đủ ha. Một cốt chót ngọn luôn. Chi cành thì đều. Đế thì bỏ đều hết 4 mặt luôn ha cô chú anh chị. Rồi. Ở đây nó có cọng gãy treo, cô chú không thích xài cắt bỏ ha, tại dưới này có cọng gãy lót rất bự ha cô chú anh chị. Cốt chi cành đều đều luôn ha anh. Một cốt gió ngọn, chi cành thì đóng tứ diện luôn ha. Biết bông mà anh. Cây nào không thấy một bông ha. Rồi em đo cái bình thân luôn ha. Bình thân vị trí này là 39 nha cô chú anh chị. Đế rất lực luôn ha. Cái đường kính bầu là 70 ha cô chú anh chị. Cái thoát thân này chỉ có 13 thôi ha. Chiều cao là nhiêu? Tổng thể chiều cao khoảng 1m8 này ha cô chú anh chị. Đây. Cái cây lõi rất là đỏ, rất là già quý cô chú anh chị. Một cốt giót ngọn ha, chi cành đều. Củ thì nở luôn ha, đế thì bỏ đều bốn mặt ha cô chú anh chị. Chi cành thì đóng tứ diện luôn ha. Rồi cây mã số 4 này em giao lưu với cô chú anh chị là 4.700.000. Em bao ship toàn quốc luôn ha cô chú anh chị. Đi rồi. Rồi em xin đổi cây ạ. Rồi tiếp theo là cây mã số 5 ha cô chú anh chị. Cây cũng một cốt ha. Chi cành cũng khá đều không ha cô chú anh chị. Củ nở ha. Một cốt giót ha, chi cành đều. Củ nở. Cây này đang bảy xu nách ha cô chú anh chị. Cây bảy xu nách khá nhiều ha. Củ nở luôn ha cô chú anh chị. Rồi em xin đổi hoành thân. Hoành thân vị trí này là 37 ha cô chú anh chị. Cái đường kính bầu là 63. Cái thân này có 9 thôi ha cô chú anh chị. Tổng thể chiều cao là 1,5 m ha cô chú anh chị. Rồi cây mã số 5, một cốt chi cành đều, củ nở. Em xin giao lưu với cô chú anh chị là 2.800.000 ha. Bao ship toàn quốc luôn ha cô chú anh chị. Rồi em xin đổi cây ạ. Giá mềm dễ chơi luôn ha anh. Mềm luôn. Rồi tiếp theo là cây mã số 6 ha cô chú anh chị. Một con mai xù ha. Con lùng lực luôn ha cô chú anh chị. Một cốt chi cành thì đều. Cây này xù khá nhiều ha cô chú anh chị. Cốt cành thì rất lực luôn ha. Một cốt giót luôn ha cô chú anh chị. Cốt cành thì đóng tứ diện luôn ha. Cây này xù khá nhiều ha cô chú anh chị. Bạt 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 hết trơn. Rất là già cây ha. Cây già cây lắm rồi. Rồi em xin đo hoành thân luôn ha. Đây có vừa cục trứng lộc. Hoành thân vị trí này là 65 ha cô chú anh chị. Cái đường kính bầu là 72 à. Cốt cành số 1 là 32 ha cô chú anh chị.
Cúc cành số 2 là 26 ha. Tổng thể chiều cao là 99 ha cô chú anh chị. Cái đọt giót là 13. Rồi cây mã số 6 cây mai xù này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 19 triệu em bao ship toàn quốc luôn ha. Rồi em xin đổi cây ạ. Rồi tiếp theo là cây mã số 7 ha cô chú anh chị. Một cây có dáng bay ha, nghệ thuật luôn ha cô chú anh chị, hai cành bay luôn ha. Đây trực bay ha. Hai cành. Biết mặt bông anh. Cây này dảo lai. Dảo lai ha. Cành bay là có chi cành đầy đủ ha cô chú anh chị. Đế thì bỏ đều bốn mặt luôn ha. Liền cũ á, liền cũ đặt luôn ha cô chú anh chị. Đế là khỏi có chê ha, đế là đều hết bốn mặt luôn ha. Một cũ ha. Càng bay các thằng nghệ thuật ha. Thông số luôn anh. Rồi ở xa thì em đo cái hảo cái cần bay trước đi ha. Từ cái cúc đỉnh này ra cần bay này khoảng 2 mét ha cô chú anh chị. Rồi cần bay dưới 1 mét ha cô chú anh chị. Chiều cao là 90 ha. Tới đây hoành thân. Vị trí này là 55. Cái đường kính bầu là 80 ha cô chú anh chị. Rồi cây mã số 7 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 11 triệu ha. Em bao ship toàn quốc luôn ha cô chú anh chị. Rồi đọc lại số điện thoại luôn anh. Rồi số điện thoại em là 0965404202. Đó cũng là số Zalo của em ha. Dạ. Rất mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị ha. Tiếp theo là cây mã số 8 ha cô chú anh chị. Một coi bông giấy Mỹ ha. Củ nở luôn ha cô chú anh chị. Đế thì bỏ đều hết luôn ha. Trực lắc ha cô chú anh chị. 010 bọng luôn ha anh. Cây này em bao là 010 bọng gì luôn ha, bông giấy Mỹ ha. Trực lắc ha cô chú anh chị. Cây nhìn rất là nghệ thuật ha. Cuối clip thì em còn mấy cây mai tàn nữa ha cô chú anh chị. Rồi em xin đổi hoành thân. Hoành thân vị trí này là 52 ha cô chú anh chị. Đến 50 chẳng thôi. Tổng thể chiều cao là 71 ha cô chú anh chị. Cái đường kính bầu là 55 ạ. Rồi cây mã số 8 cây bông giấy Mỹ này em giao lưu với cô chú anh chị là 3 triệu, em bao ship toàn quốc luôn ha. Rồi em xin đổi cây ạ. Rồi tiếp theo là cây bông giấy sắc pháo ha cô chú anh chị. Cây con rắc nghệ thật ha, dáng bay ha cô chú anh chị. Chi cành thì múa tầm lum nhanh ha. Nguyên cái củ nở luôn ha cô chú anh chị. Bông giấy sắc pháo ha. Rồi em xin đo hảo cái chiều cao. Chiều cao là 70 ha cô chú anh chị. Hoành thân vị trí này là 45 ha. Rồi hết cái cũ rồi. Hết cái cũ là 76 ha cô chú anh chị. Đó, cây rất nghệ thuật ha. Cái cành này tứ diện luôn ha cô chú anh chị. Rồi cái mã số 9 này em giao lưu với cô chú anh chị là 3 triệu luôn ha. Em bao ship toàn quốc. Rồi em xin đổi cây luôn ạ. Rồi tiếp theo là cây bông dâm bụp ha cô chú anh chị, mập xưa mình ha, mập đỏ mình ha. Rồi xin đo hảo cái chiều cao luôn. Chiều cao là 60 ha cô chú anh chị. Em đo tổng hết cái cụm này là 52 ha, 51 ha cô chú anh chị. Tổng cụm hết là 51 ha. Hoành chuẩn là 40 ha cô chú anh chị. Rồi cây mã số 10 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 800.000. Em bao ship toàn quốc ha. Rồi cây 11 lên luôn. Rồi lên cây luôn. Rồi tiếp theo là cây số 11 ha. Cũng là bông dâm bụp ha cô chú anh chị. Cây này rất quái cây ha. Nhìn rất nghệ thuật luôn ha cô chú anh chị. Nguyên cái bệ là đặc thù luôn ha cô chú anh chị. Nguyên cái bệ đặt luôn ha. Cây này nó có cái lỗ chỗ này nhưng mà nó đã sạch quá đá hết rồi nghe cô chú anh chị. Hiện tại là không mục ha. Rồi xin đo hảo cái hoành. Không được. Này đo hoành tổng này ha.
Đâu, tổng hết cái cụm này đi ha. Tổng hết cái cụm này là 97 ha cô chú anh chị. Nguyên cụm đặc luôn ha cô chú anh chị. Rồi, chiều cao mình không có tắt rời gì được trên ha. Này đo cần bay này là 100 dặn ha cô chú anh chị. Tổng thể chiều cao là 69 ha. Rồi cái mã số 11 cái dâm bụp này em giao lưu với cô chú anh chị là 2.200.000 em bao ship toàn quốc luôn ha. Rồi em xin đổi kệ. Rồi lên luôn anh ơi. Rồi tiếp theo là cái mã số 12 ha, cũng là phôi dâm bụp luôn ha cô chú anh chị. Cuối clip này em còn mấy cái mai tàng nữa ha cô chú anh chị. Em quay xong mấy cái bồng bụp này em quay mai tàng ha. Rồi tổng thể chiều cao là 72. Rồi em bỏ cái chi nhỏ ra em rồi cái nguyên cụm chỗ này là 44 ha cô chú anh chị. Rồi giá luôn anh ơi. Đây mã số 12 này em giao lưu với cô chú anh chị là 1 triệu luôn ha. Rồi lên luôn. Rồi lên luôn. Rồi tiếp theo là cây mã số 13 ha cô chú anh chị. Cây có dáng bay rất là nghệ thuật ha, cũng là phôi dâm bụp ha. Dáng bay rất là nghệ thuật ha cô chú anh chị. Cái đường chiều bay này là 76 ha cô chú anh chị. Chiều cao này 25 ha. Hoành tổng là 52 ha cô chú anh chị. Rồi cây mã số 13 này em giao lưu với cô chú anh chị là 1 triệu luôn ha, em bao ship toàn quốc luôn ha. Rồi, đổi cây luôn đây. Chú ơi. Lô bông bập này giá mềm mềm ha anh. Giá mềm ha, mua giá mềm bán giá mềm cho cô chú anh chị mình luôn ha. 1 triệu mà bao xếp rồi cũng không còn nhiêu tiền đâu. Rồi, cây mã số 14 ha cô chú anh chị. Dáng bay rất là nghệ thuật luôn ha. Rồi. Tổng hết cái cần bay là 110 ha cô chú anh chị. Hết biết đường đo luôn. Biết không đường đo. Cái cụm này là 42 ha cô chú anh chị. Rồi em đo một cái cốt giữa thôi ha, cốt giữa là 36 ha cô chú anh chị, nguyên cái bài ghế ha. Cái này rất đẹp ha cô chú anh chị, cũng bao ship 1 triệu luôn cho cô chú anh chị mình luôn ha. Bột xưa bông đỏ ha. Bông đỏ ha cô chú anh chị. Rồi đổi luôn chú ơi. Rồi tiếp theo là cái mã số 15 luôn ha cô chú anh chị, cũng là phôi dâm bụp nữa ha. Rồi em xin đo hảo chiều cao. Đồng thiết rồi. Chiều cao là 55 ha cô chú anh chị. Hoành chỉnh là 40 đi ha cô chú anh chị, một cái cũ đặt không ha cô chú anh chị. Rồi cây mã số 15 này em giao lưu với cô chú anh chị là 1.500.000 luôn ha, em bao ship toàn quốc. Rồi đổi cây. Rồi tiếp theo cây mút số 16 ha, cũng là phôi dâm bụp, nguyên cái cũ chà bá lửa luôn ha cô chú anh chị. Chiều cao là 65 ha cô chú anh chị. Hoành thân là 55 ha cô chú anh chị. Rồi cây mã số 16 này em giao lưu với cô chú anh chị là 2.500.000 em bao ship toàn quốc luôn ha. Dâm bụp đỏ ha cô chú anh chị. Rồi đổi cây. Rồi tiếp theo là cây mã số 17 ha. Có dâm bụp luôn ha cô chú anh chị. Tổng thể chiều cao là 69 ha. Tổng hoành là 43 ha cô chú anh chị. Rồi cây bông dâm bụp số 13-17 này em giao lưu 1 triệu luôn ha, em bao ship luôn ha cô chú anh chị. Rồi đổi cây. Tiếp theo là cây số 18 ha cô chú anh chị. Phôi dâm bụp luôn ha. Chiều cao là 73. Hoành là 32. Rồi cây mã số 18 này em giao lưu với cô chú anh chị là 1 triệu luôn, em bao ship toàn quốc luôn ha. Rồi tiếp theo là em mai tàng ha cô chú anh chị, em còn. Rồi tiếp theo là cây mã số 19 ha cô chú anh chị là mai tàng ha. Cây này bông chùm, bông là 7579 cánh ha cô chú anh chị. Cái dàn xương quá trời luôn ha. Cây này em không lên mà quay được cô chú anh chị mình thông cảm ha. Rồi chịu khó quay vòng vòng dùm em nha Phi ơi. Rồi dàn xương hết biết luôn. Dàn xương là em bao tròn luôn, bao đẹp như cô chú anh chị luôn ha. Xương thì dày đặc luôn ha. Cũ thì nở ha. Đế thì bỏ đều hết bốn mặt luôn, bỏ gọng gọng xuống không ha cô chú anh chị. Đế tròn đều đẹp luôn ha cô chú anh chị. Đế nở luôn với cô chú anh chị. Đế nở luôn. Đế là không có chống bệnh nào luôn ha cô chú anh chị. Bông gì anh? Cây này bông chùm luôn ạ. À. Bông là 579 cánh ha. Đây là một cốt mà lên đây hai thân nha cô chú anh chị. Chiều cao có mấy mét nữa. Cây này em đo hảo chiều cao nó khoảng 3 mét đi ha cô chú anh chị. Đó,
tán ngang cũng tầm khoảng cỡ 3 mét đi ha cô chú anh chị. Hoành thân là 45 ha, em đo vị trí này ha. Rồi giữ nguyên anh. Đó, 45. Thẳng thước 45 luôn. Thẳng thước 45 em đo sát xuống dưới cũng nở ha. Sát dưới cũng nở là 53 nha cô chú anh chị, 52 đi ha. Cái đường kính bầu là 72 ha cô chú anh chị. Cái thoát thân là 37 ha. Rồi cái mã số 19 cái mai tàng này em giao lưu với cô chú anh chị là 15 triệu. Em bao ship 200 km ha cô chú anh chị. Dạ. Cô chú anh chị nói xa hơn thì mình thương lượng ha. Cây này ship cũng tầm 2 triệu rồi anh. Đi xe tải là trên 2 triệu nữa. Rồi. Rồi tiếp theo là cây mã số 20 ha cô chú anh chị. Dạ. 15 triệu cho một cây mai tàng quá rẻ luôn quý cô chú anh chị ơi. Mã số 19 là mai tàng, 15 triệu em bao ship 200 km. Đi trong luôn đi. Cây 20 ấy anh. Rồi tiếp theo là cây 20. Cây mai tàng luôn ha cô chú anh chị. Cây này bông là cũng 5 7 9 cánh. Đặc biệt nó cũng là bông chùm ha. Để xong bỏ trong luôn đi. Rồi bỏ trong luôn đi. Rồi tiếp luôn anh. Tiếp theo là cây 20 ha cô chú anh chị. Mai tàng cây một cốt ha cô chú anh chị. Duy cành thì đóng tứ diện ha, vàng xương thì rất là dày. Xương dày mà xương tròn luôn ha cô chú anh chị. Đế thì cũng bỏ đều hết bốn mặt luôn ha cô chú anh chị. Tại mai tàng em không có làm sâu quá ha. Như tháng mưa đất cũng hơi mềm. Mà vẫn bao sống bao ship ha. Bao sống bao ship cho cô chú anh chị mình luôn. Đây. Cây này là chiều cao khoảng 3 mét ha cô chú anh chị. Tán ngang là tầm cũng khoảng có 3 mét luôn ha cô chú anh chị. Chi dày dặn luôn ha. Dàn xương thì rất là dày luôn ha. Đây, đo cái hoành giùm em anh. Cây này cũng cũ nở luôn ha cô chú anh chị. Em đo hoành chuẩn cái trên này đi ha. Là 40 hoành đi ha cô chú anh chị. 41 nó tính 40 thôi. Rồi em đo sát xuống đầu cổ rễ. Là 49 ha cô chú anh chị. Cái thoát thân là 49 luôn ha. Cái đường kính bầu là 62 ha cô chú anh chị. Đây là một cốt. Chỉ cành đều. Rồi cây mã số 20 này em giao lưu với cô chú anh chị là 12 triệu ha. Em bao ship 200 km luôn ha. Rồi tiếp theo là cây mã số 21 ha cô chú anh chị. Cũng là cây me tàn, cây cũng một cốt luôn ha cô chú anh chị. Cây này là bông là cũng 5 7 9 cánh mà bông chùm luôn ha cô chú anh chị. Vàng xương thì khá là dày luôn ha. Cây này vàng xương quá dày luôn. Chiều cao. Chiều cao cây này tầm khoảng 3 mét nữa ha cô chú anh chị. Tán ngang cây này 4 mét ha cô chú anh chị. Cao 3 mét, tán ngang 4 mét. Đế nằm dài hường giống như con thú vậy ha cô chú anh chị. Đế thì bỏ đều hết trên ha cô chú anh chị ơi. Không có chống bên nào luôn ha. Bên đây vẫn có luôn nha cô chú anh chị, không có chống chỗ bên đế nào luôn ha cô chú anh chị. Hoành anh. Cây một cốt ha cô chú anh chị cạnh đều. Rồi hoành vị trí này là em tính 50 đi. Đó. Cái đường kính bầu cái dài là 105 đi ha cô chú anh chị. Đường kính ngang là 63. Rồi cái thoát thân là 21 ha cô chú anh chị. Rồi anh xin nhắc lại cho mai tàng mã số 21 này là chiều cao 3 m, tán ngang 4 m. Hoành 50 luôn ha. Hoành 50 luôn ha cô chú anh chị. Rồi cây 21 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 19.500.000. Rồi, giảm giá luôn ha anh. Em bao ship 200 km ha cô chú anh chị. Rồi cuối clip thì em chân thành cảm ơn cô chú anh chị là ủng hộ em thời gian qua. Thì clip này cũng rất mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị gần xa rất là nhiều. Em xin chân thành cảm ơn. Rồi em chào. Dạ, cuối clip xin cảm ơn và chào tạm biệt.